Ông có nói Bill Rummy. Không, nói không nói khó không khó rồi anh ơi. Mình hên xui mình ra. Cũng mấy con mà ở trong Bill Rummy mình không có mình không quick list được đúng không? Mấy con Bill Rummy mình không quick list được thì mình run thường nó khó ra. Thì đó anh thấy đồ thường không ra, quỷ hổng ra ba con gì? Ba con Scarlet nó thường hay. Anh có con Rake nhưng mà Rake anh không có mặc đồ. Có 1200 là tắt rồi. Thôi không chơi nữa. Em sao nào? Đợi gió đi, tại vì mình bắn xíu cũng full điểm rồi mà, muốn chơi gì cũng được. Cần burst 1. Nhiều khi không cần burst cũng được nữa. Ồ thiếu. Không. Đừng anh, đừng bao giờ chơi không burst anh. No. Em không có burst là con Sugar với con gì con Drake không có đam đâu. Nó combo Drake với Sugar này, coi nó nổ sao. Drake passive là tăng attack với tăng hit rate rồi đó. Có red ngon mà, anh có con red nè mà anh chưa chơi, chưa up độ. Tại vì mấy con Shotgun đi chung với con Sugar là nó được thêm đạn với cái hit được tăng lên đó, nên là bắn nó xả cái chùm đạn nó nhỏ lại, bắn nó dễ dính hơn. Như bắn con sâu á, cái con boss gui đầu tiên là con sâu đúng không ta? Đúng. Hay là con gì? Con sâu vậy mấy con Shotgun là vô địch, anh có con Poly cũng vậy, Poly nó Shotgun mà nó búp đam cho team cũng ngon. Thì đó bởi vậy luôn mà em thấy nó nói con Drake là ấy lộc con Sugar là con mạnh nhất ở trong đó là lấy Sugar nè, Sugar đi với lại Poly nè. Còn Bet 1 thì con sạch kinh lần nào ta? Bây giờ là ra con Isabel. Bet 1 sạch kinh lấy Pepper. Anh không có Pepper. Hoặc là con sập tím á, con Neon á. À ok vậy để chơi. Không chơi Litter búp đam cũng được mà. Litter búp đam cũng được. Gọi là chơi Litter, Poly với lại Sugar. Hai con lại giờ ai mà đô ra Isabel nữa là Isabel đúng rồi đó. Nó là Shotgun hả? Nó là Shotgun. Mà cái tụi Canon bắn con sâu cũng ngon em. Bắn cũng full dam luôn. Bắn một hit mà ra ba lần dam hay 4 lần dam gì đó cũng ngon. Cái quan trọng là con sâu anh phải nhắm, anh nhắm nổi với con sâu không? Thì mình bắn cái con gì ta, mình bắn cái con Shotgun đó thì con mà cái đó mới tự bắn mà. Chứ anh đâu điều khiển đâu, điều khiển nó mệt lắm. Cái con Canon. Canon bỏ cái con gì Blota màu tím đó, nó tăng cái radius nổ. Nó có thể dính lan hết. Con Betty á, Betty nó cũng vậy em, Betty nó cũng tự tăng cho bản thân nó bắn rộng hơn tí, nổ rộng hơn cũng được. Con Betty hiện tại nó rất là mạnh, tại vì nó cũng kiểu bớt càng nhiều nó càng mạnh á. Nó tự tăng cho nó sau 3 lần buff á. Ồ mình đủ đam mà. Mà nó bị bớt cái OT nó gây không đam em. Người ta bớt là mạnh hơn, còn nó bị bớt yếu hơn nên đang chờ nó fit lại rồi thì con đó chắc mạnh lắm. Mà đủ đam mày full ha. Rồi, bốn chung thế nào? Mình vẫn bắn nha. Mình thấy từng vui đảo quá nên mình bắn tiếp thôi. Cái đít con Sugar bị che rồi. Cái con Orochimaru khi đéo chết hả? Là lì vậy. lắc đít kìa. Thôi luôn á, con Sugar đó bắn cái đít từng phải liền luôn á. Đang như vậy còn chợ cái vùng chỉ bó nữa kìa. Woo! quần chim bó bóng nữa chứ, nó bóng lưỡng. Đúng! Ui dồi ui! Đúng là như vậy. Nó kiểu, nó là đúng theo kiểu giống như kiểu gọi là gì? Biker girl. Rà! So... Quýt mém! Đi thời tiết mát mẻ thì ok nha, chứ đi mùa nắng, mùa hè là nó ướt nhẹp quá. Trời ơi, nó nóng bà cố luôn. Vậy là mặc quần da không thở được là nó bính, kín bít hết luôn. Có đang tính nói gì nè, cái đợt đi lúc mà đợi gà tháng 2 qua đây chơi nè. Mẹ nó, hồi trước cái lần hè á, lúc mà mẹ quay qua chơi, ba mẹ với thằng em qua chơi đi Universal với cả nhà. Má đi vô đó gặp mấy đứa con gái mà nó bận quần da.
Trời ơi, mà nó đứng trong hàng chờ quá kiểu, má sao tụi bay thở được vậy? Mày chỉ tao với, tụi bay thở bằng da hả? What the fuck? Kinh, à, còn Scarlet nó trong yếu đuối vậy.